Rất tuyệt vời, rất tự tin. Chắc chắn là huy chương vàng đã thuộc về Nguyễn Văn Lai ở nội dung 10.000m. Và trước mắt chúng ta sẽ là nội dung chạy 10.000m nam, cuộc thi chung kết chạy 10.000m của nam. Chung kết 10.000m nam vừa có đây là vận động viên của Thái Lan Athit Soda. Còn đây là chân chạy của Timor Leste. Đây là một trong số những vận động viên của chúng ta thi đấu ở trong cuộc thi chung kết này. Và rất nhiều những tràng vỗ tay được dành cho Nguyễn Văn Lai. Nguyễn Văn Lai là người đã giành được tấm huy chương vàng ở nội dung chạy 5.000m. Và bây giờ thì cuộc thi chung kết nội dung chạy mẫu. Nguyễn Văn Lai và Lê Văn Thao là những vận động viên của chúng ta tranh tài ở trên đường chạy 10.000m này. Trong những mét đầu tiên, tôi đeo 721 đang là người dẫn đầu. Đang thể hiện kinh nghiệm thủ. Đang là những người ở các vị trí thứ. Thì người giành huy chương vàng nội dung chạy 10.000m là nội dung chạy sở trường của Nguyễn Văn Lai. Athit Soda giống như những mét đầu tiên vẫn đang là người dẫn đầu. Nguyễn Văn Lai vẫn đang duy trì những bước chạy ổn định và xếp ngay sau vận động viên của Thái Lan. Năm nay thì một trong những đối thủ lớn là Tuntivate của Thái Lan, vận động viên đã giành huy chương vàng nội dung chạy 10.000m năm 2019, gặp chấn thương và không thi đấu. Do vậy, cơ hội dành cho Nguyễn Văn Lai là khá lớn. Vận động viên của chúng ta vẫn đang chủ động giữ sức. Người đã từng giành 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc ở đấu trường SEA Games kể từ SEA Games 2013 tại Myanmar. Và nếu như giành huy chương vàng 10.000m hôm nay, Nguyễn Văn Lai sẽ tái lập thành tích cú đúp huy chương vàng 5.000m và 10.000m như tại SEA Games 2013 ở Myanmar. Liệu Nguyễn Văn Lai có thể giữ được vị trí của mình hay không? Nhưng mà lúc này đồng đội Lê Văn Thao đã bị tụt xuống rồi.
Văn Lai lúc này không còn nhận được sự trợ giúp từ đồng đội của mình nữa, và tiếng chuông đã vang lên báo hiệu các vận động viên chỉ còn một vòng đua nữa. Nguyễn Văn Lai đang tăng tốc để gia tăng khoảng cách với đối thủ bám đuổi, cách ngày càng được nới rộng hơn. Với khoảng cách và tốc thì gần như có thể khẳng định chiến thắng sẽ thuộc về Nguyễn Văn Lai. Chiếc huy chương vàng nội dung 10.000m. Và Nguyễn Văn Lai đang rất tự tin. Anh đã vừa giơ tay để vẫy chào cảm ơn các cổ động viên trên khán đài của sân Mỹ Đình đang cổ vũ cho mình. Rất tuyệt vời, rất tự tin. Chắc chắn là huy chương vàng đã thuộc về Nguyễn Văn Lai ở nội dung 10.000m. Tuyệt vời, Nguyễn Văn Lai đã cán đích đầu tiên và giành huy chương vàng điền kinh 10.000m. Một cú đúp huy chương vàng dành cho Nguyễn Văn Lai sau huy chương vàng giành được ở nội dung 5.000m. Xin chúc mừng vận động viên kỳ cựu của chúng ta. Huy chương vàng thứ 6 trong các kỳ SEA Games của vận động viên Nguyễn Văn Lai. 32 phút 17 giây 34 là thành tích của Nguyễn Văn Lai. Như vậy là điền kinh Việt Nam đã có 16 huy chương vàng cho tới lúc này. Một thành tích rất đáng nể. Và chúng ta tiếp tục dẫn đầu toàn đoàn ở môn điền kinh. Huy chương đồng ở nội dung 10.000m thuộc về đồng đội Lê Văn Thao. Quả thật thì tấm huy chương vàng này của Nguyễn Văn Lai cũng có đóng góp không nhỏ từ đồng đội Lê Văn Thao, khi anh đã hỗ trợ cho đồng đội của mình trong phần lớn thời gian của cuộc đua này và chỉ chịu lùi lại phía sau ở vòng đua cuối cùng. Đó là thời điểm mà Nguyễn Văn Lai bắt đầu bứt tốc, bắt đầu tăng tốc để bỏ xa đối thủ của mình. Văn Lai vừa về đích vừa vẫy chào cảm ơn khán giả ở vòng đua cuối cùng. Anh biết chắc chắn mình sẽ là người chiến thắng. Những mét về đích rất sung sức của Nguyễn Văn Lai. Ba mươi hai phút 17 giây 34 là thành tích giành huy chương vàng của Nguyễn Văn Lai. Huy chương bạc thuộc về vận động viên của Timor Leste và huy chương đồng thuộc về Lê Văn Thao của Việt Nam. Cho đến lúc này có thể khẳng định chúng ta vẫn đang là số 1. Chúng ta tiếp tục sẽ là số 1 ở môn điền kinh tại SEA Games 31.